Chào mừng quý khách đến với video tóm tắt thị trường bất động sản quý 1 năm 2019 phần thứ 2. Trong tổng số 4.731 giao dịch bất động sản trong quý 1 năm 2019, khu vực Toronto dẫn đầu với 3.247 giao dịch, với giá trung bình là 603.243 đồng. Khu vực Toronto West có 787 giao dịch với giá trung bình là 511.036 đồng. Khu vực Toronto Central có 1.978 giao dịch với giá trung bình là 681.339 đồng. Khu vực Toronto East có 482 giao dịch với giá trung bình là 433.310 đồng. Khu vực Peel với 679 giao dịch với giá trung bình là 439.141 đồng. Giá bán trung bình tại thành phố Brampton là 387.683 đồng. Giá nhà trung bình tại thành phố Mississauga là 449.369 đồng. Giá nhà trung bình tại thành phố Caledon là 660.000 đồng. Khu vực York với 427 giao dịch với giá bán trung bình là 514.834 đồng. Giá bán trung bình tại thành phố Markham là 527.856 đồng. Giá bán trung bình tại thành phố Richmond Hill là 474.834 đồng. Giá nhà trung bình tại thành phố Vaughan là 547.620 đồng. Giá nhà trung bình tại thành phố Newmarket là 444.975 đồng. Khu vực Houghton với 247 giao dịch với giá bán trung bình là 459.420 đồng. Giá bán trung bình tại thành phố Burlington là 452.318 đồng. Giá trung bình tại thành phố Houghton Hill là 404.920 đồng. Giá bán trung bình trong thành phố Milton là 449.389 đồng. Giá trung bình tại thành phố Oakville là 474.571 đồng. Khu vực Durham với 118 giao dịch với giá bán trung bình là 358.287 đồng. Giá trung bình tại thành phố Ajax là 368.355 đồng. Giá trung bình tại thành phố Oshawa là 245.217 đồng. Giá trung bình tại thành phố Pickering là 426.134 đồng. Giá trung bình tại thành phố Whisby là 418.105 đồng. Cảm ơn quý khách đã theo dõi bản tin tóm tắt thị trường bất động sản quý 1 năm 2019. Khi quý khách có bất kỳ thắc mắc gì, hãy liên lạc trực tiếp với Quang Lâm theo số điện thoại 416-804-5111 hoặc vào trang nhà quanglamtv.com để được tư vấn thêm những vấn đề liên quan đến việc mua, bán và thuê bất động sản. Xin chào và hẹn gặp lại quý khách trong những video kỳ tới.